túi khí quanh xe. Đấy, một chiếc xe phải nói nó rất đẹp. Một chiếc xe thương hiệu của Đức thì nó thiên về độ an toàn cực cao và độ bền rất cao anh chị nhé. Đây chị ạ, một chiếc xe lên form 2005 form mới. Đây chị nhé, mặt ca lăng này. Và mang tên tư nhân, biển số Hà Nội. Quý chị các bạn ở Hà Nội và Sài Gòn muốn sang xe lộn để nó vô cùng hợp lý cho chị các bạn mua xe này luôn. Và xe em cam kết bảo hành cho chị các bạn tại salon, không đâm xương, không tai nạn, không có nước. Một chiếc xe nó rất đẹp đấy, bố xe rất đẹp anh chị nhé. Trên xe rồi, túi khí quanh xe này, ABS này, đấy anh chị nhìn này, mặt về cái phần la răng, đấy chị, la răng này, xuất sát cực ít luôn chị nhá, la răng xuất sát cực ít luôn, đấy lốp láp tương đối là đều, bốn lốp tương đối là đều như này luôn, cuốn lốp hoàn toàn không một chút gì hằn mọt. Đối với cái dòng xe mẹc thì với cái lỗi thiết kế là thiên về độ an toàn cực cao và cái độ bền, cái dòng xe của Đức thì chị biết rồi, tôn vỏ rất là dày dặn. Nên chị các bạn yên tâm là không bao giờ có hiện tượng han mọt ở cái dòng xe này. Một chiếc xe 2004, thế nhưng phải nói là đẹp như một cái dòng xe 2014 luôn. Đấy, dám cam kết cho anh chị các bạn, nên quý anh chị các bạn yên tâm đến xem xe. Form này đẹp căng luôn. Rất là đẹp anh chị nhá, rất đẹp luôn. Trang bị cái động cơ 1.8 thôi, nếu vô cùng tiết kiệm nhiên liệu đối với dòng mẹc này rồi. Hoàn toàn một mẫu xe hệ thống đầu đèn nguyên bản anh chị nhá. Đó, ngoại thất của xe. Về gầm bệ của xe đây ạ, anh chị nhìn này. Đấy, gầm bệ của nó vô cùng là chắc chắn luôn. Vô cùng chắc chắn nhá. Đó, không hề chảy dầu nhớt hay han mọt gì ở mẫu xe này. Cái dòng xe 180 nó rất là lành xe nên anh chị yên tâm mua mẫu xe này về cũng rất là dễ nuôi thôi. Đồ đạc thay của nó cũng rất là nhiều, đồ đạc thay nó rất là nhiều luôn. Đây ạ, lỉ quanh cốp còn nguyên bản trên xe. Đó, đây anh chị nhá, lỉ quanh cốp còn nguyên bản trên xe này. Cụm đèn còn nguyên bản, tất cả các chi tiết sắt xi dằng cột của xe rất là vuông vắn luôn. Đấy, tất cả góc cạnh của xe này rất là vuông nhá, rất là vuông luôn. Đây ạ, lốp sơ cua kích nốt còn nguyên theo xe. Đấy, quý chị các bạn đang tìm kiếm một cái dòng xe 180 mà chưa tìm được, xem được video clip của em, nếu ưng ý có thể alo trực tiếp ngay cho em Loan được trước cặp mẫu xe này luôn anh chị nhá. Nó rất là đẹp luôn đấy ạ, phải nói là một mẫu xe cực đẹp luôn, chạy vô cùng là đầm. Đấy, chạy rất đầm luôn, rất là nhẹ nhàng, mang biển số Hà Nội. Đây, sâu hơn một chút nữa thì quý anh chị các bạn cùng em đi vào hệ thống nội thất. Nội thất của nó là hệ thống da hoàn toàn nguyên bản đấy anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe có thể nói là 2004 đăng ký 2005 nhưng phải nói nó đẹp như một chiếc 2015 luôn. Đấy, cũng thể nói quá một chút thôi nhưng phải nói nó rất là đẹp. Giữ được một cái chất xe, đấy, giữ được một cái chất xe cũng trải qua 14 năm rồi, 15 năm rồi. Nhưng mà giữ được cái chất xe đẹp thì không thể không phải là hiếm anh chị nhá. Đấy. Rất là hiếm luôn. Đây thì này. Được lót sàn 3D nhá. Đấy, được lót sàn 3D này. Đó, được lót sàn 3D này. Hai dàn điều hòa độc lập và các thanh nan điều hòa là không hề có hiện tượng là bị gãy dập gì. Đấy, giữ được một chất xe nó vô cùng đẹp luôn. Túi khí quanh xe, 6 túi khí quanh xe. Giá nhô 200 một chút thôi. Đó anh chị các bạn nhanh tay.
Đây ạ, ốc bản nề rất là vuông vắn luôn nhé, không hề có hiện tượng là tháo ốc bản nề. Cam kết một chiếc xe hệ thống keo chỉ nguyên, máy số nguyên. Đây ạ, anh chị nhìn này, rất là đẹp cho một mẫu xe C180, lốp nát tương đối là mới. Đấy, lốp rất là dày, rất là mới luôn. Đó, cửa giả đóng ra vô cùng là chắc chắn. Đây nhá, vô lăng tích hợp đấy anh chị này. Đấy, vô lăng tích hợp, vô lăng nhìn rất đẹp luôn. Và đi chuẩn là 16,2. Đó, một chiếc xe đi chuẩn 16,2 anh chị này. Giữ được một chiếc xe thì một chiếc xe đẹp thì thực ra là với bỏ ra hơn 200 triệu đồng mà mua được một chiếc xe đẹp thì anh chị có bạn rất là yên tâm. Đấy, rất là yên tâm. Chiếc xe anh chỉ có thể mang đi check kiểm tra thoải mái chị nhá, bao test bao lỗ cho anh chị các bạn luôn. Đấy, vì thực ra những chiếc xe em đã mang về salon thì bên em cũng đi test kiểm tra rất là kỹ càng, cho thợ kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Đấy, xe này hoàn toàn không phải làm gì luôn. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, mặt tắp lô này anh chị nhìn này. Đó, rất đẹp cho một mẫu xe C180. Anh chị hoàn toàn yên tâm mua về sẵn sử dụng. Đấy, tất cả các chi tiết sắt xi cột của xe này anh chị, em giật hết ra cho anh chị nhìn nhá. Rồi, các ốc đinh tán của xe này nguyên bản của nhà sản xuất nhá. Đấy, đinh tán là nguyên bản của nhà sản xuất này. Không phải nói là một chiếc xe nó vô cùng là đẹp. Đấy anh chị nhỉ, lóc của xe đây. Quá đẹp cho một chiếc xe C180 24 đăng ký 25 form mới, động cơ chỉ có 1.8 thôi. Đấy, đây vô cùng là sang, vô cùng là tiết kiệm. Mà nó rất là bền, rất là an toàn. Đó, túi khí quanh xe. Đảm bảo an toàn chất lượng cho quý anh chị luôn. Đấy, bên em bán ra những cái dòng xe mèo rất là nhiều. Đó, anh chị các bạn yên tâm sở hữu những cái dòng xe này hoặc dẫn bạn bè thợ thuyền biết về xe một chút thì có thể đến trực tiếp tại salon để xem xe. Đấy, em có bao phí hồ sơ vận chuyển cho quý anh chị các bạn luôn. Đây, tôi cho anh chị các bạn xem cái hệ thống khoang máy của xe luôn nhé. Với cái hệ thống khoang máy của chiếc xe C180 đây thì nhá, nó rất là khô ráo và sạch sẽ luôn này. Hệ thống khoang máy hoàn toàn hệ thống nguyên bản nhá, còn ốc 7 màu này. Đó, rất là êm. Hiện tại em đang để điều hòa nhá, mà máy lỗ có điều hòa như này cũng khá là êm ái rồi. Hai tay chống của xe vô cùng chắc chắn luôn nhá. Đó, xe cam kết cho anh chị các bạn là máy nguyên bản, không hề có hiện tượng đâm sơn nước gì. Đấy, cụm đèn của nó cũng nguyên bản cho xe này. Đó, một chiếc xe vô cùng là đẹp luôn. Trang bị động cơ 1.8 thôi, C180 form mới. Mặt cái năng còn nguyên bản nhá. Đấy, một chiếc xe form mới rất là đẹp luôn. Giá chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Quý chị các bạn gọi điện cho em Grand qua số điện thoại 0976081169, kết nối Zalo luôn để chị các bạn có thể sở hữu được cái mẫu xe C180 này. Rất cảm ơn quý chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh Cẩm Trang suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.